Xin kính chào quý vị, xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Acid uric là nguyên nhân bệnh gút. Acid uric đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa nhân purin là thành phần trong cấu tạo DNA di truyền. Tuy nhiên, khi acid uric tăng cao hơn mức bình thường sẽ kết tinh thành các hạt urat ở các khớp gối, chân, tay, ngón chân, ngón tay đấy, làm cho người bệnh đau nhức kinh khủng. Bệnh gút thường gây đau và viêm tấy ở khớp xương, đặc biệt là khớp ngón cái, khớp gối, và đau nhiều nhất về ban đêm. Đau kèm theo rát, bỏng, rất khó chịu. Lý do đau khớp là vì khi acid uric vượt quá 8mg trên ml máu mà khả năng bài xuất theo nước tiểu lại giảm đi, thì tinh thể urat lắng đọng lại trong khớp xương. Nguyên nhân của bệnh gút là do rối loạn chuyển hóa chất purin làm tăng lượng axit uric trong máu. Người bình thường thì lượng axit uric sản xuất ra và lượng thải trừ chúng luôn luôn cân bằng. Khi các loại thực phẩm có chứa nhân purin đưa vào cơ thể được phân hủy thành acid uric, thì lượng acid uric trong máu sẽ tăng cao. Acid uric là loại trung tính mà cơ thể con người không cần thiết loại này, cho nên sẽ bị thận lọc ra khỏi dòng máu, bài tiết ra ngoài cơ thể theo đường niệu. Khi lượng purin quá nhiều thì lượng acid uric được tạo ra cũng tăng theo, nên cơ thể không thể đào thải ra hết được. Thực phẩm có nhiều chất purin là phủ tạng động vật như là ốc, thận, gan, tim, rồi các loại thịt đỏ như là thịt chó, thịt bò, thịt trâu, thịt cừu, thịt ngan, vịt, ngỗng và các loại hải sản như là tôm, mực thì có nhiều chất purin. Người ta cũng cho biết ăn thịt chứa nhiều mỡ hoặc sữa có nhiều chất béo, bia, những loại thực phẩm sấy khô như là cá khô, mực khô, thịt hun khói và các chất ngọt nhân tạo có nguy cơ cao gây mắc bệnh gút. Vậy những ai dễ bị acid uric tăng cao? Và bệnh gút thường xuất hiện nhiều ở nam giới hơn ở nữ giới. Bệnh gút xưa được xem như bệnh người giàu, vì thường người giàu mắc phải vì ăn nhiều chất đạm. Cơn đau bệnh gút khó diễn tả vì vừa tê buốt lại đau nhức ở các khớp, ngón tay, ngón chân. Biến chứng bệnh gút gây ra các trường hợp như sau: biến dạng khớp gối, biến dạng đốt tay chân, đốt ngón tay ngón chân đấy, rồi đi lại khó khăn và đau nhức vô cùng. Để bệnh lâu, biến chứng nặng thì có thể gây tàn phế. Rồi nó có thể gây ra suy thận đấy, do hạt urat lắng đọng kết tủa ở thận dẫn đến bị sỏi thận, làm thận ứ nước và gây tình trạng suy thận. Rồi tác dụng của nó, và còn nó còn gây ra, kết quả của nó còn gây ra biến chứng mất thẩm mỹ. Khi các hạt urat hình thành dưới da, nó làm xuất hiện các khối u, các cục ở cái đầu ngón khớp, ngón chân, ngón tay đấy,
gây đau đớn và rất mất thẩm mỹ. Khi đang lên cơn đau hút cấp thì tạm thời chỉ ăn thức ăn là như là cơm, bánh mì, bột ngũ cốc, trái cây, rau các loại và không nên sử dụng chất đạm. Trong đó có nước mắm là không nên sử dụng. Vì nước mắm là có nhiều chất đạm. Khi hết cơn đau, có thể ăn một số thức ăn có hàm lượng purin vừa vừa như các loại họ đậu, rau dền, thịt gà, cá, nhưng ăn ít thôi. Đối với người béo thừa cân mà bị bệnh gút thì nên có kế hoạch giảm cân từ từ. Nếu giảm nhanh quá hoặc nhịn ăn thì nồng độ axit uric có thể tăng lên do sự phân hóa chính các tế bào của cơ thể dẫn đến cơn đau do gút. Ngoài ra, phải duy trì thể dục đều đặn hàng ngày từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ để đào thải axit uric tốt hơn. Chúng ta thấy bệnh gút thường gặp ở các nước phát triển thì họ ăn rất là nhiều cái thực phẩm mà có nhiều cái nhân purin. Nó chiếm tới 0,02 đến 0,2% dân số ở các nước phát triển. Và thường 95% là nam. Trong đó trung niên là loại từ 30 đến 40 tuổi. Chúng ta có thể phân loại bệnh gút như sau. Thứ nhất là gút nguyên phát. Nguyên nhân thường có tính chất gia đình. Khởi phát thường do uống quá nhiều rượu. 30% số trường hợp do tăng axit uric. 70% còn lại là do giảm bài tiết axit uric qua ống thận, trong khi họ vẫn cứ tạo axit uric bình thường. Loại thứ hai là loại thứ phát, là hậu quả của tăng axit uric do suy thận mạn mang đặc điểm có tính thấm đặc biệt rõ với axit uric như thận đa nang hoặc là nhiễm độc trì. Rồi do khi sự tiêu hủy tế bào quá mức như leukemia, thể hủy tủy mạn tính, rồi bệnh máu, thiếu máu huyết tán, rồi các bệnh bảy bảy nến diện rộng. Thứ trạng thứ ba là gút có các bất thường về enzyme, nó thiếu hụt hoàn toàn hoặc một phần enzyme loại HGPRT. Nó là một bệnh di truyền ở nam giới. Thiếu hoàn toàn enzyme này biểu hiện ở trẻ em bởi hội chứng Les Nihan. Ngoài ra có thể có tăng hoạt tính của enzyme PRPP. Song cái thể hiện này, cái thể này là hiếm hơn. Rồi thể trạng là cái loại là gấp rút cấp tính. Thì cơn điển hình của nó là gì? Vị trí là ở các khớp ở chi dưới, đặc biệt ngón chân cái, rồi ở gối, ở bàn ngón chân và ở các khớp khác nữa. Hoàn cảnh xuất hiện là tự phát hoặc sau một bữa ăn hoặc uống rượu quá mức hoặc là sau chấn thương hoặc là sau phẫu thuật do dùng aspirin, thuốc lợi tiểu, thiazid, furosemid hoặc là acid etarinic, thuốc gây hủy tế bào, penicillin, v.v. Tiền triệu chứng của bệnh gút là ở bệnh nhân đã có các cơn trước đó có thể tự nhận biết các tiền triệu chứng như sau. Thứ nhất là nó thấy có hiện tượng rối loạn thần kinh, đau đầu, trạng thái kích thích, mệt mỏi, rồi rối loạn tiêu hóa, đau thượng vị, táo bón, ợ hơi, rồi rối loạn tiết niệu như đái nhiều, đái rắt. Và đặc biệt là các triệu chứng tại chỗ
như là khó cử động chi dưới, rồi tĩnh mạch thì nổi, bị nổi lên và rồi tê bị các ngón chân, nhất là ngón chân cái. Đó. Thời điểm khởi phát đột ngột là thường là vào nửa đêm. Khớp đau ghê gớm, bỏng rát, thường xuyên đau đến cực độ, đau làm mất ngủ. Mất ngủ càng tăng thêm do tăng cảm giác đau của da. Và cái đau này chủ yếu là về đêm, ban ngày thì lại giảm đau. Cái bệnh này lại khó chịu như thế. Và thường kèm theo cảm giác mệt mỏi, đôi khi sốt từ 38 đến 38 độ rưỡi. Độ C đấy. Và có thể kèm rét run. Rồi khớp bị tổn thương, bị sưng, da trên đó có màu hồng hoặc màu đỏ. Nếu là các lớp khớp lớn thì thường kèm tràn dịch, còn khớp nhỏ thì chỉ phù nề thôi. Biểu hiện toàn thân là chính, cơ thể suy nhược, trong khi hiện tượng viêm tại chỗ không đáng kể. Ngoài ra các triệu chứng khác kèm theo là hội chứng chuyển hóa như là béo phì, nhất là béo bụng đấy. Do dung nạp glucose hoặc do kháng insulin ngoại vi, rồi lipid máu tăng, rồi có tiền sử cơn đau quặn ở thận, rồi tiền sử dùng thuốc có thể làm khởi phát cơn, dùng các loại thuốc tây đấy, nhiều loại thuốc, và tiền sử gia đình bị hút. Mặc dù tăng axit uric máu là dấu hiệu sinh hóa của gút, nhưng không thể đồng nghĩa tăng axit uric máu với gút. Vì có nhiều bệnh nhân tăng axit uric máu kéo dài nhưng không dẫn đến viêm khớp do gút. Cũng nhiều bệnh nhân gút lại có mức axit uric máu bình thường. Thế còn ở những người gút mạng tính thì thời gian tiến triển thành gút mạng tính thường là sau vài năm đến vài chục năm, thường trung bình là 11 năm. Nếu không được điều trị, cơn gút có thể diễn biến như sau. Thứ nhất, cái cơn thưa vài tháng một lần, thậm chí vài năm mới có một lần, một cơn. Những cái diễn biến là cơn liên tiếp, thì cơn càng mau, mức độ cơn càng trầm trọng. Và tổn thương có thể ở khớp ban đầu, song thường tổn thương thêm các khớp khác, chủ yếu là ở chi dưới. Rồi nó có hiện là hạt tô phi, do tích lũy muối urat kết tủa trong mô liên kết sau nhiều năm, tạo thành các khối nổi lên dưới da, gọi là hạt tô phi. Những cái khối này không đau, rắn, tròn, số lượng và kích thước thay đổi. Rồi da phủ trên khối thì bình thường, mỏng, có thể nhìn thấy màu trắng nhạt của các tinh thể urat trong cái đại hạt tô phi này. Và vị trí của hạt tô phi thường thường thể hiện ở vành tai, ở mỏm khuỷu, ở cạnh các khớp tổn thương, ở bàn chân, bàn tay, ở cổ tay, và hạt tô phi có thể ở trong các gân. Thế còn biểu hiện ở thận thì gồm có hai loại, thứ nhất là sỏi uric, được tạo thành bởi hai yếu tố do tăng axit uric liệu và sự toan hóa thường xuyên của nước tiểu, tức là axit, tình trạng axit nước tiểu mà tính axit nhiều toan hóa. Biểu hiện là cơn đau quặn thận này, hoặc tắc nghẽn đường niệu cấp hoặc đái ra máu. Rồi sỏi không cản quang, chỉ thấy được trên siêu âm và thường cả hai bên thận. Và Tây y thường cho ông thuốc là loại thuốc Indometacin, loại 5mg, uống 3 lần 100 ngày. Hoặc là loại Diclofenac 50mg, cũng uống 3 lần một ngày. Và thường dùng từ 1 đến 3 ngày, sau đó sẽ giảm dần liều đi.
Và Tây y có khuyến cáo là nên dùng ngay, càng sớm càng tốt. Mặc dù nó có kèm theo một số tác dụng phụ như là buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu, là thuốc corticoid ở đường tim nội khớp, đặc biệt hữu ích điều trị viêm khớp cấp 1, khớp gối đấy, và thuốc hydrocortisone depomedrol tiêm nội khớp, ở bên trong khớp đấy. Rồi kiềm hóa nước tiểu, phải kèm theo kiềm hóa nước tiểu, đảm bảo nước để có thể lọc tốt qua thận, sao cho lượng axit uric liệu không vượt quá 400mg trên lít. Thường thường người ta tây cho kiềm hóa nước, kiềm hóa niệu bằng các loại nước khoáng có kiềm hoặc nước kiềm 14 phần nghìn, tức là 1/4 lít trong 24 giờ. Chế độ ăn là tân thủ cái chế độ ăn uống và kiềm hóa nước tiểu như với cơn gút cấp đấy. Rồi khi phòng đề phòng cơn gút cấp tái phát đấy, thì người ta dùng cho loại thuốc là colchicine với mục đích là tránh các cơn gút cấp tái phát, uống trong 3 tháng liền, mỗi ngày 1 viên 1mg trước khi đi ngủ. Điều trị với colchicine này không giúp điều chỉnh axit uric máu, không ngăn ngừa được tiến triển thầm lặng của tổn thương khớp và sự tiến triển của atrophy. Nên là nếu mà dùng cái loại colchicine này thì nó không có tác dụng lắm. Rồi thuốc ức chế tổng hợp axit uric máu như là allopurinol thì liều dùng là tây y thường cho là uống là 200-400mg một ngày, uống trong 1-2 tháng, và cái tác dụng phụ của nó là tác dụng tăng phản ứng da, viêm da dị ứng, để thúc đẩy cơn gút cấp, hội chứng quá mẫn do allopurinol. Rồi do allopurinol đào thải qua thận, cho nên sẽ giảm liều ở bệnh nhân bệnh nhân trên 65 tuổi. Thế còn dưới 80, đặc biệt ở bệnh nhân suy thận thì khởi liều là 50mg trong 2-3 ngày, sau đó tăng dần liều tới liều đích là 60ml trên phút, MLCT đấy. Còn nếu đang dùng allopurinol mà có đợt cấp thì vẫn tiếp tục dùng và dùng liều tấn công, tức là liều tấn công là 300-400mg trên 24 giờ, duy trì liều duy trì là từ 100-200mg trên 24 giờ ngày đêm đấy, và thời hạn dùng là cho đến khi mà axit uric trong máu trở về bình thường. Chống chỉ định thì gút có tổn thương thận hoặc tăng axit uric niệu thì chỉ được dùng là 600mg trong 24 giờ thôi. Đối với bệnh nhân dưới 60 tuổi thì gút tiền phát thì giảm bài tiết uric, axit uric niệu, rồi chức năng thận bình thường, không có tiền sử sỏi thận hoặc atrophy lớn thì chỉ dùng 600mg trong 24 giờ thôi. Và duy trì lượng nước tiểu bằng cách là ta phải uống từ 1,5 lít đến 2 lít nước một ngày để nước tiểu có thể có được trên 2 lít một ngày. Tôi phải kiềm hóa nước tiểu bằng cách uống nước có kiềm. Thế còn tôi xin nói rõ về đông y thì đông y thường hay dùng cái cây nở ngày đất, tiếng Anh là Gomphrena celosius, hoặc là tiếng Nga là Gomphrena, và tiếng Trung là Yến Hoa Xiang. Nó còn có nguồn gốc từ châu Mỹ,
tức là có thể là ở Argentina, ở Bolivia, ở Brazil, ở Ecuador, ở Paraguay và Uruguay rất nhiều. Đấy. Và sau này là nó đã được là đưa đi trồng ở khắp nơi thế giới, trong là Việt Nam chúng ta cũng có cây nở ngày đất. Từ khi phát hiện ra cây nở ngày đất này, nó đã giúp cho hàng ngàn người giảm cơn đau do bệnh gút gây ra. Thế ở đây chúng ta có cái loại thuốc được chế biến 100% từ cây nở ngày đất này. Thì thành phần của cây nở ngày đất có chứa nhiều flavonoid, glycoside, giúp ức chế các axit uric trong máu và thải các độc tố ra ngoài, chữa bệnh gút, bệnh viêm khớp. Đấy thì chúng ta có loại trà gọi là trà cây nở ngày đất lava, thì chúng ta có thể mua cái loại đó ở các bệnh viện đông y đều có. Ngoài ra thì còn có một loại nữa là dâu tây. Đấy, quả dâu tây chúng ta thấy rất là thường nhiên, và những loại quả mọng khác, số loại quả mọng nữa kèm theo được dùng, đang được dùng để mà chống các loại bệnh ung thư. Người ta nghiên cứu là chống ung thư và chống bệnh gút. Ở Mỹ người ta đang tiến hành thử nghiệm. Thì cái loại thuốc ở Mỹ đấy là mỗi một viên có tới liều là 40 gram, gồm trong đó thì có thành phần còn có dâu tây, có quả mâm xôi, có dâu xanh. Thì đấy là ở Mỹ. Cái loại này là vừa tác dụng là chống ung thư mà vừa tác dụng là chống bệnh gút. Và cũng đã thử nghiệm ở Canada, thì các nhà nghiên cứu ở Canada cho rằng là dâu tây có chứa chất chống oxy hóa thông minh, có thể làm giảm nguy cơ của những căn bệnh kinh niên, trong đó có ung thư và gút. Đông y mô tả bệnh gút trong phạm trù thống phong, chứng tý, y học cổ truyền có nhiều bài thuốc điều trị bệnh rất khả quan tùy từng thể trạng của bệnh nhân. Nói chung là thể phong hàn thấp tí, tổn thương ngón chân cái, sưng trong bệnh gút đấy. Phương pháp điều trị là khu phong tán hàn, trừ thấp, thông kinh lạc. Thì có nhiều bài thuốc lắm, nhưng tôi chỉ xin giới thiệu 7 bài mà tôi đã sử dụng, đã chữa cho nhiều người. Đó là khương hoàng, đương quy, khương hoàng, trích hoàng kỳ, xích hợp, phòng phong, xích cam thảo, gừng tươi, sắc uống ngày một thang chia làm 3 lần. Thế còn nếu mà khớp co duỗi không được thì ra thêm tế tân phụ tử, còn nếu chân tay nặng nề tê dại thì ra thêm thương chuột, phòng kỷ, ý dĩ nhân. Thế còn nếu các khớp mà sưng đỏ thì ra thêm thạch cao, chi mẫu, quế chi, phòng kể. Còn nếu đau ở chi trên thì tăng thêm, ra thêm loại tăng chi, y linh tiên đấy. Còn nếu mà đau chi dưới nhiều hơn thì ra thêm như tất, tục đoạn. Thì đấy, thì giới thiệu với quý vị cụ thể là về đông y thì có loại thuốc vệ. Hay nếu mà quý vị nào bị bệnh gút thì chúng tôi xin hướng cụ thể liều lượng để quý vị sử dụng. Tất nhiên là phải biết được cái thể trạng cụ thể của từng người một để mà ra giảm. Xin cảm ơn tất cả quý vị và thầy các bạn đã theo dõi buổi live stream ngày hôm nay của tôi. Xin chúc tất cả các quý vị, các thầy các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và trường thọ. Xin cảm ơn.